Mới đây, Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo triển khai kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam đến năm 2025. Đây là văn bản quan trọng của Chính phủ ban hành, mang tính quyết định đến sự phát triển của ngành dịch vụ Logistics Việt Nam. Theo kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam đến năm 2025, thì mục tiêu lớn nhất là đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ Logistics vào GDP đạt 8-10%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ đạt 15-20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ Logistics đạt 50-60%, chi phí Logistics giảm xuống tương đương 16-20% GDP, xếp hạng theo chỉ số năng lực quốc gia về Logistics LPI trên thế giới đạt thứ 50 trở lên, tập trung thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng Logistics, xây dựng các trung tâm Logistics cấp khu vực và quốc tế, nâng cao hiệu quả kết nối giữa Việt Nam với các nước, đưa Việt Nam trở thành một đầu mối Logistics của khu vực. Đồng thời, hình thành các doanh nghiệp dịch vụ Logistics đầu tàu có đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp dịch vụ Logistics theo phương châm hiện đại và chuyên nghiệp.